Vâng, xin chào tất cả anh chị. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với series video nói về chiến lược khuyến mại. Và trong các video này thì tôi đang nói về các cái tuyệt chiêu, các chiến lược hay là các chương trình, hay thậm chí là các chiêu trò, các bạn gọi bằng cách nào cũng được, về khuyến mại. Bài học hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn ba cái chương trình khuyến mại tiếp theo. Chương trình khuyến mại số 10 đó chính là gọi là giảm giá kép. Giảm giá kép tức là các bạn có thể hiểu là các bạn đưa ra cái chương trình là khách hàng sẽ được giảm giá 2 lần hay là giảm giá 3 lần trong một lần mua sắm. 2 lần hoặc 3 lần hoặc 4 lần đi. Cái khái niệm kép tức là đôi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có thể nâng lên đến là 2 lần, 3 lần, 4 lần trong một cái lần mua sắm. Và đây là một cái chiến lược mà tung chương trình khuyến mại cũng rất là có tác dụng trong cái quá trình mà chúng ta kích cầu, là chúng ta upsell đúng không ạ? Giúp cho khách hàng kích thích mua sản phẩm nhiều hơn. Ví dụ như là bạn có thể vừa giảm giá theo số phần trăm trên một sản phẩm cho khách hàng, sau đó thì đồng thời là bạn cũng giảm giá tiếp cho khách hàng trên hóa đơn nếu như mà họ đạt được một cái ngưỡng nào đó nếu do bạn đặt ra. Ví dụ như là bạn mua một cái áo sơ mi như này, thì mua một cái áo này thì bạn đã được giảm giá 20%. Tôi lấy ví dụ như vậy. Mua tiếp một cái sản phẩm nữa thì cái sản phẩm thứ hai đấy bạn được giảm giá 30%. Ok, thì như vậy vẫn được tính là một chương trình khuyến mại giảm giá thôi. Thế nhưng mà tôi mua nhiều sản phẩm và hóa đơn của tôi cộng lại được với giá là 3 triệu đồng hay là 5 triệu đồng, tùy vào cái mức các bạn đặt nhé. 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 2 triệu, 1 triệu, phụ thuộc vào cái quy mô về sản phẩm, phụ thuộc vào cái sức mua, giá trị của sản phẩm. Được chưa? Thì mình sẽ khuyến khích là anh ơi, anh được gần 5 triệu rồi, anh được 4 triệu rưỡi rồi, anh mua thêm một tí nữa gì đấy thì bọn em sẽ lại tiếp tục giảm cho anh 10% nữa trên tổng cái hóa đơn. Thế là bây giờ tôi mua 3 cái áo sơ mi mất độ 4 triệu rồi, 4 triệu rưỡi rồi. Thế thì tôi mới mua thêm một cái áo thun nữa, tôi giả sử thế, thì được 5 triệu thì tôi lại được chiết khấu 10% hay là 15% trên cái hóa đơn 5 triệu. Đấy cũng là một cái tuyệt chiêu, một cái chiến lược mà người ta áp dụng rất là nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể là kép này là chúng ta có thể tặng thêm sản phẩm hay tặng thêm dịch vụ. Tóm lại là mình khuyến mại 2 lần, 3 lần hoặc 4 lần trên một cái lần mua sắm của khách hàng, với mục đích là để thúc đẩy cái khách hàng mua hàng nhiều hơn, đúng không ạ? Ví dụ như là công ty của chúng tôi bán lẻ về thời trang, đúng không ạ? Thì chúng tôi có thể đặt một cái set thời trang rất là đẹp, bao gồm là một cái bộ đồ để tặng cho các bé vào dịp Tết, gồm có nơ đeo, tai thỏ, rồi thì tất ông già Noel vân vân. Chúng tôi đặt sản xuất để làm quà cho khách hàng, với một cái ý đồ kinh doanh đấy là với mỗi một cái hóa đơn trị giá 1 triệu trở lên hay trị giá 2 triệu trở lên thì chúng tôi sẽ tặng cái set đồ này trị giá là 500 ngàn hay 1 triệu, cái set đồ này do chúng ta đặt cái mức giá, đúng không ạ? Thì cái việc giảm giá kép này sẽ giúp khách hàng vì cái sản phẩm được tặng rất là hấp dẫn, cho nên là người ta quyết tâm mua, người ta tích vào, hoặc là người ta ghép hóa đơn vào. Đấy là cái cách mà tôi gọi nó là cái chương trình giảm giá kép. Các bạn có thể áp dụng cái chương trình này cũng rất là hấp dẫn các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái chương trình khuyến mại số 11, là cái chiến lược số 11. Đấy là chúng ta sẽ nói về chương trình bốc thăm trúng thưởng. Bốc thăm trúng thưởng thì chúng ta thấy rồi đấy ạ. Ngày nay thì trong lĩnh vực bán lẻ, đặc biệt là bán lẻ thời trang, bán lẻ điện máy, bán lẻ điện thoại di động, đúng không ạ? Bán lẻ siêu thị, ô tô, xe máy, rồi thì các cái dịch vụ làm đẹp, spa, cắt tóc v.v. thì họ cũng sử dụng các cái chương trình bốc thăm trúng thưởng may mắn rất là nhiều. Các bạn lưu ý nhé, cái chương trình bốc thăm trúng thưởng này thì các bạn, nếu mà các bạn làm lớn thì các bạn sẽ cần phải đăng ký với các cái đơn vị quản lý pháp lý, bởi vì như tôi đã nói trong cái video tôi nói về luật pháp trong lĩnh vực khuyến mại, nó sẽ tuân thủ theo luật thương mại, đúng không ạ? Điều 89 đến điều thứ 101 trong luật thương mại của Quốc hội Việt Nam ban hành, thì các bạn có thể xem kỹ cái phần đó, được chưa? Đây cũng là cái cách mà các cái đơn vị người ta thường hay làm để bốc thăm may mắn, rồi thì giật nắp trúng thưởng, rồi thì bóc tem trúng thưởng, hay là trẻ con khi mua cái gói bim bim ấy, có cái cào cào cào, trúng thêm vài gói bim bim, trúng thêm cái này, trúng thêm cái kia. Thì những cái chương trình khuyến mại như vậy, các cái nhà sản xuất người ta cũng áp dụng rất nhiều, các bạn có thể tham khảo thêm.
Thì nói chung là tâm lý của khách hàng thì tôi đánh giá là người Việt Nam mình rất là thích may rủi, rất là thích vào tin vào may mắn. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta tạo các cái chương trình may mắn bốc thăm trúng thưởng, thậm chí là hơi có tính chất cờ bạc một chút, thì cũng rất là thú vị. Thế thì mình sẽ đưa ra các điều khoản bốc thăm như thế nào, hóa đơn như thế nào được vớt chờ, quay như thế nào, trao thưởng như thế nào, các điều khoản như vậy chúng ta tạo ra và chúng ta sẽ cho khách hàng bốc thăm. Thì ví dụ như tôi chẳng hạn, đóng vai trò là khách hàng, thì tôi rất là ít khi tôi tin vào cái điều trúng thưởng này. Cho nên nếu mà các cái đơn vị mà họ bốc thăm trúng thưởng, tôi ít khi tôi để lại thông tin lắm. Lý do là tôi thấy là có quá nhiều người người ta để lại, đúng không ạ? Có những cái chương trình mà người ta để một cái hộp lớn, rất lớn, sau đó là vứt cái mã số của mình vào, mà cái mã số nó tận đến dạng là 5 số, đúng không ạ? Cái 5 số như thế thì tỷ lệ trúng nó là 1/100.000 thì nó cũng rất là thấp. Thế nhưng mà cũng may mắn thì cũng có người người ta trúng, bởi vì bây giờ các chương trình trúng thưởng là họ làm rất là nghiêm túc, đúng không ạ? Vâng. Thế thì với cái loại hình mà khuyến mại như thế này thì tôi có lời khuyên là các cái cửa hàng có thể đưa ra những cái chương trình bốc thăm may mắn mà 100% trúng thưởng. 100% trúng thưởng tức là như thế nào? Tức là ví dụ như là mình có thể tạo các cái chương trình trúng thưởng bằng các cái món quà hoặc là những cái phần quà mà nó giá trị nó cũng nhỏ nhỏ thôi, thì khách hàng luôn bốc thăm trúng thưởng được, hay là quay số trúng thưởng được. Đó. Thế thì ví dụ như tôi mua một cái hóa đơn trị giá là khoảng 2 triệu đồng thì tôi sẽ được nhận một cái quà bốc thăm, và tôi bốc thăm cái quà đấy thì trong cái phần quà mở ra thì chắc chắn nó trúng thưởng, bởi vì chúng ta đã thiết kế là nó luôn luôn trúng thưởng. Đó. Ví dụ như họ có thể trúng một cái đồ gì đấy, bạn bán đồ điện tử chẳng hạn, thì có thể trúng một cái ốp lưng, trúng một cái sạc điện thoại, trúng một cái pin dự phòng, đúng không ạ? Kiểu như thế. Đấy là cách mà chúng ta sẽ tặng cái phiếu bốc thăm như này. Thì cái bản chất của nó chính là chúng ta đưa ra những cái chương trình khuyến mại mà nó 100% trúng, và cái quà tặng nó không quá đắt đỏ. Và cái những cái quà tặng đắt đỏ thì chúng ta để làm sao số lượng rất là ít thôi, được chưa ạ? Vâng. Rồi thì một số nhà bán lẻ thì lại có những cái chương trình quay số theo kiểu là trúng thưởng, bốc thăm may mắn, rồi thì quay số random. Hiện nay thì ở trên mạng Facebook, các bạn live stream hay các bạn chạy quảng cáo thường hay để lại số điện thoại hay comment hay số tự nhiên kiểu như thế để được bốc thăm trúng thưởng may mắn cũng rất là nhiều. Chương trình này cũng phù hợp với các cái kênh online, các bạn có thể áp dụng được. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là các cái chương trình hàng tiêu dùng người ta cũng áp dụng rất nhiều, như từ bột giặt cho đến kem đánh răng cho đến bia rượu, nước giải khát, Bim Bim, họ đều có những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng rất là nhiều. Thì vấn đề là bạn phải nghĩ được quà tặng, bạn phải nghĩ ra được chương trình bốc thăm trúng thưởng, và bạn phải làm cho khách hàng thích thú với việc đấy, được chưa ạ? Vâng. Thế thì tôi xin phép là dừng cái phần chương trình khuyến mại liên quan đến bốc thăm trúng thưởng, là cái khuyến mại số 11 nha. Bây giờ ta bước sang cái chiến lược khuyến mại số 12. Đấy, tôi gọi nó là game show trúng thưởng. Nó cũng là trúng thưởng nhưng mà hình thức của nó phải là game show, đúng không ạ? Game show tức là nó không phải là cái cách trúng thưởng mà bốc thăm may mắn nữa, mà lúc này nó sẽ phải thông qua trò chơi. Game show tiếng Anh dịch ra tiếng Việt nó chính là các trò chơi. Tức là khách hàng, người mua là họ phải tham gia một trò chơi thì họ mới có thể được trúng hoặc là không được trúng cái phần thưởng của cái trò chơi đó. Thì cái việc này nó sẽ đem cho khách hàng thêm những cái trải nghiệm, thêm những cảm xúc, thêm những cái thú vị, vui vui, nhỏ nhỏ. Có thể đem lại cho khách hàng cái cảm giác sung sướng một chút vì họ đã may mắn khi mà họ tham gia một cái game show. Thế thì bây giờ mình sẽ tạo ra các game show như thế nào? Có rất là nhiều các game show phù hợp. Ví dụ như là phi tiêu, đúng không ạ? Hay là chiếc nón kỳ diệu, đúng không ạ? Hay là mở một cái ô chữ bí mật, hay là mở một cái phần quà bí mật ra bên trong, hay là một cái game show dưới dạng là xúc sắc, hay là một cái game show trực tuyến, thì để chúng ta có thể là tạo ra rất là nhiều các game show như vậy. Nó phù hợp với cái bối cảnh kinh doanh, ví dụ như bạn là nhà hàng, hay bạn là salon tóc, hay bạn là siêu thị, hay bạn là các trung tâm thương mại, để chưa ạ? Thì cái game show nó phải phù hợp với bối cảnh. Thứ hai là người chơi người ta phải hứng thú tham gia, và nó cũng dễ trúng một chút, đừng có khó quá, đúng không ạ? Có quá người ta chơi mất công, chơi nó phải vui, mà nó phải có trúng thưởng một chút, đúng không ạ? Vâng.
Cái ví dụ như là tôi rất là thích khi đi ăn ở một cái nhà hàng, thì khi bước vào nhà hàng ấy, trong lúc ngồi đợi món thì nó có một cái phi tiêu ngồi đấy, và vì bạn là khách hàng cho nên bạn sẽ được hai cái phi tiêu. Và bạn phi vào, nếu mà trúng cái gì đấy thì bạn sẽ được nhận, ví dụ như là họ có thể cho một vài lon bia, một vài chai bia hay một cái suất ăn miễn phí, đúng không ạ? Thì đấy mà tôi gọi nó là cái chiến lược khuyến mại là dạng game show trúng thưởng. Thì bạn có thể áp dụng ở trong các cửa hàng của mình tốt, hay là thậm chí là trong các khách sạn, trong các cái khu nghỉ dưỡng, hay là trong những cái trung tâm, bất kỳ cái nào chúng ta để đưa vào. Và chúng ta nghĩ ra các game show rất là vui, có thể các game show trên truyền hình chúng ta đưa vào thực tế cũng được, game show ở nước ngoài chúng ta đưa vào cũng được, các trò chơi thể lực, các trò chơi trí tuệ đều có thể được các bạn nhé. Vấn đề của nó là game show gì, cách thức chơi và trúng thưởng, làm kết nối với khách hàng. Ok, đấy cũng là một chương trình, một cái chiến lược khuyến mại rất là thú vị. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này, và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các cái bài học tiếp theo, các cái tuyệt chiêu, các cái chiến lược tiếp theo. Ok ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.